Trước hết, chúng mình sẽ tìm hiểu khái niệm thế nào là từ đồng âm, tìm hiểu cách phân biệt giữa từ đồng âm và hiện tượng đồng âm. Người ta dùng từ đồng âm để chơi chữ như thế nào? Và cùng trải nghiệm qua một bài tập nhỏ. Các con đã sẵn sàng vào bài học chưa? Chúng mình bắt đầu tìm hiểu khái niệm từ đồng âm nhé. Chúng mình cùng đến với ví dụ thứ nhất. Sao trên trời có khi mờ khi tỏ, sao này để chỉ các thiên thể trong vũ trụ. Vì thế, sao là danh từ. Cô có câu thứ hai. Sao lá đơn này thành ba bản. Sao trong trường hợp này có nghĩa là sao chép, như mình vẫn hay gọi là photocopy ấy. Và vì thế, sao này có nghĩa là động từ. Một câu nữa nhé. Cậu làm sao thế? Sao trong trường hợp này là để hỏi, nêu thắc mắc khi không rõ nguyên nhân. Vì thế, nó là từ nghi vấn. Và cũng có khi mình sử dụng từ sao trong trường hợp đồng lúa mượt mà làm sao. Từ sao lúc này để chỉ mức độ ngạc nhiên, thể hiện sự thán phục. Vì thế, từ sao là thán từ. Qua bốn câu, các con thấy đấy, đều có từ sao, viết giống hệt nhau, đọc giống hệt nhau, nhưng nghĩa của chúng thì hoàn toàn khác nhau. Từ đó chính là nhóm từ đồng âm. Vậy, từ đồng âm chính là những từ giống nhau về âm, nhưng khác nhau hoàn toàn về nghĩa. Khi tìm từ đồng âm, các con nhớ xác định nghĩa và xác định cả từ loại nữa nhé. Bởi vì